Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã ban hành công văn 219 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng. Trong đó có yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh. Ban chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc vòi tiền của một số cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm 5 người của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã nhận hối lộ hơn 250 triệu đồng.